Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục điểm báo online ngày hôm nay, mùng 1 tháng 2. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trên các báo ra ngày hôm nay tiếp tục có các bài viết về nội dung này. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đăng bài viết Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, bảo bối cần duy trì lâu dài và thường xuyên. Bài viết nhận định sự ra đời của nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng hiện nay thực sự có tính bước ngoặt đối với quá trình xây dựng và trình đốn đảng. Nghị quyết Trung ương 4 là nghị quyết có tầm vóc lịch sử, ghi nhận một chuyển động tích cực mang ý nghĩa đột phá về nhận thức về tư duy lý luận của Đảng, thể hiện sự hòa quyện giữa ý Đảng và lòng dân, với một ước nguyện và niềm tin duy nhất là để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, để Đảng ta luôn trong sạch vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Cũng về nội dung này, báo Quân đội nhân dân có bài viết đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống bài viết nêu suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong đảng và xã hội là một vấn đề lớn cần có nhiều giải pháp được thực hiện đồng bộ tiến hành thường xuyên liên tục và lâu dài trong các giải pháp được xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh là một nội dung quan trọng lâu dài để xây dựng nền tảng tư tưởng chính trị đạo đức tinh thần văn hóa mới trong xã hội đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Năm nay phải là năm có tiến bộ vượt bậc về cải cách thủ tục hành chính và nâng cao sức mạnh cạnh tranh, môi trường cạnh tranh của đất nước là nội dung quan trọng được thảo luận tại phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2015 của chính phủ, thông tin đăng trên báo điện tử chính phủ. Theo đó, ngay từ đầu năm, phải quyết liệt cải cách doanh nghiệp nhà nước, đồng thời phải kiên quyết làm cho được việc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với đưa nợ xấu xuống thấp hơn 3% và giữ ổn định tỷ giá, điều chỉnh dưới 2%. Bên cạnh đó, cần tập trung kinh phí xây dựng thêm các bệnh viện nhằm giảm quá tải và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của người dân, cũng như bổ sung thêm nguồn lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu thiết thực của 70% nhân dân cũng thông tin về nội dung này, báo Nhân dân đăng bài viết, kiên định giữ mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước. Bài viết nhận định trong việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2015, nổi lên vấn đề giá dầu thô thế giới giảm mạnh, thấp hơn mức dự báo khi tính toán các chỉ tiêu vĩ mô cân đối thu chi ngân sách nhà nước như đã trình Quốc hội. Tuy nhiên, theo tính toán tổng hợp Giá dầu giảm có lợi nhiều hơn có hại, mục tiêu đạt tăng trưởng GDP 6,2% vẫn khả thi, ngân sách vẫn có thể cân đối được. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến lĩnh vực kinh tế, trên báo Nhân dân hôm nay có bài viết ISO hóa việc nhà nông. Bài viết nêu những năm qua lĩnh vực trồng trọt luôn đóng vai trò quan trọng trong sản xuất và tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đã được chính phủ phê duyệt, tăng năng suất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ưu tiên phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao của mỗi địa phương, vùng và khu vực theo hướng sản xuất khoa học, bài bản, tiết kiệm chi phí, an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với thị trường là ưu tiên hàng đầu. Bài viết Người trẻ không vô cảm đang trên báo Thanh niên nêu. Tại nhiều địa phương, dọc các tuyến quốc lộ thường xảy ra các tai nạn giao thông, những đội ứng cứu nhanh tai nạn giao thông đã hình thành, trong đó thanh niên đóng vai trò lực lượng nòng cốt, đây là một hình thức tình nguyện lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Bài viết nhận định những thanh niên tự nguyện tham gia các đội ứng cứu nhanh tai nạn giao thông ấy họ không đòi hỏi bất cứ điều gì cho mình cả nhưng nhà nước và xã hội lại rất cần quan tâm tới đời sống công việc làm hay những khó khăn trong đời sống của họ bởi với công việc hàng ngày của mình trên các tuyến đường giao thông họ không chỉ giúp ích cho cộng đồng mà còn trợ lực rất nhiều cho công cuộc giảm thiểu tai nạn giao thông do nhà nước phát động và điều hành đó chính là sự quan tâm lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau giữa nhà nước và công dân trên các báo ra gần đây đã có nhiều bài viết về vấn đề tổ chức động vật châu Á kêu gọi chấm dứt lễ hội chém lợn tại xã Ném Thượng, xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Xoay quanh chủ đề này đã có nhiều ý kiến trái chiều. Báo Đại đoàn kết có bài viết Nếu là hủ tục thì phải loại bỏ. Bài viết đã đưa ra ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Đình Đức, thành viên của Tổ chức Quốc tế Bảo vệ Động thực vật quý hiếm, thành viên của Hội đồng Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Đình Đức, vấn đề này cần nhận thức hoặc phân biệt rõ hai khái niệm tập tục, phong tục truyền thống, những nét văn hóa tốt đẹp với những hủ tục trong xã hội. Một khi đã nhìn nhận, phân biệt rõ đâu là hủ tục thì tốt nhất nên loại bỏ dần hoặc bài trừ hẳn ra khỏi đời sống. Cũng về vấn đề này, trang Vietnamnet có bài viết Tranh cãi nảy lửa quanh lễ hội chém lợn. Bài viết nêu, Chém lợn là lễ hội của làng từ hàng trăm năm nay diễn lại tích để tưởng nhớ vị tướng quân chém lợn rừng nuôi quân. Từ năm 2013, do có nhiều phản ứng từ dư luận nên làng ném thượng đã không thực hiện chém lợn tại sân đình. Ông ỉ theo cách gọi tôn kính của dân làng, được đoàn rước đi quanh làng trong sự chào đón nghiêm cẩn của mọi người, sau đó được mang ra sân đình tế lễ quý vị và các bạn thân mến chuyên mục điểm báo online của chúng tôi hôm nay tới đây xin được khép lại cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại